Nghị viện châu Âu thông qua thành phần của tầng Ủy ban châu Âu tính từ Strasbourg, Pháp Quốc. Nghị viện Liên minh Âu châu hôm nay đã bỏ phiếu thông qua Ủy ban Âu châu mới do ông Jean-Claude Juncker đứng đầu, mở đường cho các giới chức điều hành của Liên minh châu Âu nhậm chức vào ngày 1 tháng 11. Ông Juncker, cựu Thủ tướng Luxembourg, sẽ kế nhiệm ông José Manuel Barroso trong chức vụ Chủ tịch Ủy ban. Ủy ban hành chánh có nhiều quyền lực này bao gồm 28 giới chức, mỗi người đại diện cho mỗi nước thành viên EU, là ủy ban thiết lập chính sách cho khối, phối hợp với các chính phủ các nước. Sau cuộc bỏ phiếu ở Strasbourg, Chủ tịch Nghị viện châu Âu Martin Schulz đã thông báo cho các thành viên của Nghị viện rằng, với tổng số 699 phiếu, có 423 phiếu đồng ý, 209 phiếu không đồng ý và 67 phiếu trắng, và ủy ban đã được bầu. Đảng bảo thủ của Thủ tướng Anh David Cameron tuyên bố họ sẽ không bỏ phiếu. Ông Cameron đã tìm cách ngăn chặn việc các nhà lãnh đạo EU bầu ông Juncker nhưng đã thất bại. Ông Cameron cho rằng ông Juncker đã làm việc ở Brussels quá lâu để có thể thực hiện những cải cách trong khối mà Thủ tướng Anh nói là cần thiết trước khi người dân Anh bỏ phiếu trong cuộc trưng cầu dân ý về việc có nên rời khỏi EU. Trong số các nhân vật chính của ủy ban, cựu Bộ trưởng Tài chính Pháp Pierre Moscovici sẽ là ủy viên Hội đồng Kinh tế, một lựa chọn đã bị Đức và những giới chức bảo thủ ở các nơi khác đặt vấn đề sau khi chính phủ Pháp đã không đạt được mục tiêu của EU về cắt giảm thâm hụt ngân sách của quốc gia. Tuy nhiên, ông Moscovici sẽ chia sẻ trách nhiệm duy trì chính sách của EU về đồng euro và ngân sách thắt lưng buộc bụng đối với cựu Thủ tướng Phần Lan, ông Hortinki Katainen và cựu Thủ tướng Latvia, ông Vadis Dombrovski, là các phó chủ tịch ủy ban. Người đứng đầu Hội đồng Đối ngoại EU sẽ là bà Federica Mogherini, người Ý, và cao ủy chống độc quyền sẽ là bà Margrethe Vestager, người Đan Mạch.